cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Cảnh miền Tây nha. Thì hôm nay Cảnh sẽ quay buổi lễ hội ốc con bóc của Gengo năm 2020 cho mọi người xem nha. Cảnh hiện tại đang trên sông Bách Biro, đang ở cạnh khán đài B để quay trực tiếp cho mọi người xem nha. Rất là nhộn nhịp đông vui nha mọi người. Ở đây là ngay điểm về đích luôn. Mình ở mé bên sông của khán đài B, còn bên kia là khán đài A. Rất là đông vui nhộn nhịp nha mọi người. Lúc này cũng thời điểm chưa có đến giờ để thi đấu. Các cổ động viên tập trung và chọn cho mình một cái vị trí rất là thích hợp để ngồi. Mình sẽ đi quay dài dài trên cái chỗ mà để cổ động viên ngồi cổ vũ cho mọi người xem nha. Còn có khoảng 3-4 giờ đồng hồ nữa thì trận buổi lễ đua Gengo mới được diễn ra. Rất là nhiều YouTuber và các phóng viên đến quay buổi lễ ốc con bóc năm 2020 năm nay. Mọi người hãy bấm đăng ký để mà Cảnh quay trực tiếp cái buổi đua Gengo 2020 cho mọi người xem nha. Quay bữa nay và ngày mai luôn. Thank you.
người ơi, mọi người đăng ký kênh để chút nữa cảnh quay trực tiếp cho mọi người xem nha. Đăng ký kênh, khi cảnh quay trực tiếp thì nó sẽ thông báo cho mọi người, chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem luôn nha mọi người.